9 điều nhất định phải tránh khi bạn bước vào tuổi trung niên. Con người đến tuổi trung niên, thân thể không còn dẻo dai như trước, bắt đầu xuất hiện những lão hóa. Đến lúc này, chúng ta nhất định cần phải bảo dưỡng tâm và thân của mình, tập cho mình thói quen sinh hoạt lành mạnh là điều quan trọng nhất. Đến tuổi trung niên, cùng với sự gia tăng về tuổi tác thì các cơ quan sinh lý của cơ thể cũng bắt đầu có những thay đổi, mắt mờ đi, bụng to hơn, huyết áp cao, mỡ máu cũng tăng lên và không còn thích vận động nữa. Giờ đây, bạn không thể thức đêm, làm việc tăng ca hay tham dự những bữa tiệc xã giao giống như lúc trước. Thời gian này chính là lúc bạn cần có một cách sống khỏe mạnh. Người đến tuổi trung niên nhất định phải nhớ rằng có 3 loại rượu không nên uống, 3 địa điểm không nên đi và 3 giấc ngủ không nên có. Thứ nhất, người đến tuổi trung niên, 3 loại rượu không nên uống. 1. Uống không uống say. Lúc trẻ, cứ mỗi lần bạn bè tụ hội lại là không say không về, nhưng đến tuổi trung niên sức khỏe đã không còn tốt như trước, đã không thể thường xuyên uống rượu say giống như lúc trước nữa. Ngoài ra, khi đến tuổi trung niên thì bạn không còn là một người đơn độc. Ở cái tuổi này, bạn đã có gia đình, bạn phải chăm sóc cho con cái, thường xuyên uống rượu say sẽ dẫn đến những mâu thuẫn trong gia đình. 2. Không uống rượu với người lạ. Lúc trẻ, cứ đi tới bàn rượu, không cần biết người trên bàn có quen hay không thì nhất định vẫn phải lần lượt kính mỗi người một ly. Khi người khác đến mời bạn, cũng không cần biết đối phương có ý đồ gì, cũng đều uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng, sau khi đã bước vào tuổi trung niên thì không thể uống rượu với người lạ nữa. Giờ đây, bạn uống rượu cần biết được tên tuổi của đối phương, mời rượu nhau là lý lẽ thường. Nhưng đối với những người không quen biết lại có ý đồ muốn dùng rượu để hạ gục bạn thì nên cố gắng đừng uống. 3. Không uống rượu với người không kính trọng mình. Lúc trẻ không có tiền, cũng không có quyền, có những hoàn cảnh buộc bạn phải uống những ly rượu mà mình không muốn uống, càng khiến cho đối phương nói những lời không hay với mình. Nhưng khi đã đến tuổi trung niên, đối với những ly rượu bất kính như thế, nhất định không nên uống. Ví dụ, như những người nói lời khó nghe, đó chính là đang cố ý để chế nhạo, mỉa mai và khinh thường bạn. Những kiểu mời rượu như thế, bạn nhất định không nên uống. Thứ hai, người đến tuổi trung niên có 3 nơi không nên. 1. Không đi tới những địa điểm đánh bạc. Người đến tuổi trung niên càng đánh bạc càng nghiện, càng thua càng muốn đánh, bởi vì bạn còn có cha mẹ già, con thơ nên cần có trách nhiệm với họ. Đây không phải là lúc để bạn sơ suất, lặp lại sai lầm nữa. Một khi đã không làm được thì xem như bạn trắng tay. 2. Không đi tới những nơi phong hoa tuyết nguyệt. Khi bạn ở độ tuổi trung niên, bạn đã có một gia đình hoàn chỉnh, cha mẹ đã ở tuổi xế chiều. Đối với đại gia đình này mà nói, giờ đây họ không hy vọng có được bao nhiêu tiền mà điều họ hy vọng là gia đình hòa thuận. Nếu như lúc này bản thân mình dính dáng tới một việc gì đó, khiến cả nhà đảo lộn, đứng ngồi không yên, không chỉ khiến cha mẹ buồn bực, còn ảnh hưởng đến cả con cái. 3. Không tới những nơi thị phi. Lúc trẻ, bạn có chút hiếu kỳ và thích khám phá là chuyện bình thường. Tuy nhiên, khi bạn ở độ tuổi trung niên, bạn cần trở nên ổn định hơn, nói chuyện và làm việc phải đâu vào đấy. Không gây bất hòa với gia đình, bạn bè và hàng xóm láng giềng, không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ. Thứ ba, người đến tuổi trung niên không ngủ 3 giấc. 1. Không ngủ sau giờ Tý, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Lớn tuổi rồi không được thức tới nửa đêm canh ba như lúc trước nữa. Sau 11 giờ là khoảng thời gian để đi ngủ. Lúc trẻ, mỗi lần thức đêm thì hôm sau cơ thể cũng hồi phục rất nhanh. Nhưng khi đã đến tuổi trung niên, sau mỗi lần thức đêm, cơ thể sẽ yếu đi, đặc biệt sẽ dễ xuất hiện các bệnh về tim mạch. 2. Không ngủ quá nhiều. Không nên ngủ muộn, nhưng cũng đừng ngủ quá nhiều. Có người cho rằng tối nay ngủ muộn thì ngày mai ta ngủ bù thêm một tí. Đây chính là một nhận thức sai lệch. Tối qua bạn ngủ muộn, ngày mai bạn lại cho mình ngủ thêm một chút cũng không phải là cách để giúp cơ thể hồi phục trở lại. Buổi sáng, bạn cố gắng dậy vào lúc 9 giờ, uống một ít nước và ăn chút gì đó. Nếu như thường xuyên ngủ quá trễ, cơ thể sẽ xuất hiện thêm một số bệnh. 3. Không mang theo tâm sự lúc đi ngủ.
Lúc trẻ có thể vì tình yêu, tình bạn hay những chuyện vụn vặt trong cuộc sống khiến bạn buồn phiền không thể chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi đã đến tuổi trung niên thì không thể mang theo tâm sự lúc ngủ. Bởi vì như thế, nó sẽ khiến bạn cả đêm khó ngủ. Bạn chỉ có thể gạt bỏ những muộn phiền, nghỉ ngơi thật tốt rồi ngày mai thức dậy và giải quyết mọi chuyện. Người đến tuổi trung niên cần phải gánh nhiều trách nhiệm hơn. Tuổi còn trẻ đôi khi ưa thích làm gì đó liền thực hiện, nhưng lúc này đã không thể như vậy. Người đến tuổi trung niên, thân thể cũng không còn tốt như trước, cần dưỡng thành tập quán sinh hoạt khỏe mạnh, thói quen sống tốt đối với một số người trung niên là vô cùng quan trọng. Và sau cùng là 4 lưu ý cho tuổi trung niên. Nhiều người khăng khăng rằng sẽ không thể có những điều tốt đẹp nếu điều xấu không xảy ra. Chờ đợi một điều xấu xảy ra sẽ khiến tâm trạng bạn luôn bị kích động lo lắng. Nhưng nhiều người vẫn luôn sẵn sàng chuẩn bị tâm lý chờ đợi một điều xấu xa với họ bất cứ lúc nào, và do đó họ sẽ không thể vui vẻ ngay cả khi điều tốt đẹp xảy đến. 1. Tôi không xứng đáng với nó. Thật khó để ăn mừng và hưởng thụ thành công nếu bạn cảm thấy bản thân không xứng đáng với thành tích mà mình đạt được. Có lẽ bạn được thừa hưởng một số tiền từ người khác, hoặc có thể bạn đã bắt đầu một mối quan hệ mới quá mức tốt đẹp đối với bạn. Hoặc có thể bạn nghĩ rằng ông chủ của bạn đã đánh giá cao khả năng của bạn khi tạo ra cho bạn cơ hội thăng tiến. Bất kể vì lý do gì, việc bạn nghĩ rằng bạn không xứng đáng có được những điều đó chắc chắn sẽ ngăn bạn tận hưởng niềm vui. 2. Nó sẽ không kéo dài. Có càng nhiều, đến khi mất đi lại càng nhiều. Do vậy, việc bạn có phải bạn đang lo lắng rằng vận may tài chính của mình sắp hết, và thực sự thành công trong kinh doanh của bạn đang suy yếu dần. Việc cho rằng vận may của bạn không thể kéo dài mãi sẽ khiến bạn lo lắng nhiều về tương lai mà không thể thưởng thức những điều tốt đẹp ở hiện tại. Tư duy này có thể dễ dàng biến giấc mơ của bạn thành một cơn ác mộng. 3. Nó không tốt như tôi đã mong đợi. Nghĩ rằng bạn sẽ có nhiều bạn bè hơn khi cả bạn giảm cân, hoặc mong đợi mọi người sẽ tôn trọng bạn khi bạn được thăng chức. Tất cả những điều này đều có thể khiến bạn thất vọng. Việc đạt được mục tiêu có thể không nhất thiết là phải giải quyết các vấn đề mà bạn muốn khắc phục. Những kỳ vọng không thực tế về việc bạn sẽ cảm thấy thế nào khi một điều gì đó tốt đẹp xảy ra có thể khiến bạn không vui vì nó sẽ khác với thực tế. Điều quan trọng là nên tận hưởng thành công của bạn, đồng thời cũng nên nhận ra rằng các việc làm tích cực như tập thể dục, giảm cân, thăng chức sẽ không giải quyết được mọi thứ. 4. Không biết đủ. Bất kể bạn được trao cho cái gì hay bạn kiếm được những gì, nhiều người vẫn rơi vào cái bẫy tin rằng họ cần thêm một chút nữa. Nếu tôi có thêm một ít tiền, tôi có thể thoải mái thư giãn. Nếu tôi có thể tiến thêm một bậc nữa trong nấc thang sự nghiệp, tôi sẽ thành công. Tâm lý không đủ sẽ khiến bạn không thể tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời đó. Hãy thay đổi suy nghĩ của bạn. Nếu bạn cảm thấy thật khó khăn để chấp nhận niềm vui khi có điều gì đó tốt đẹp xảy đến với bạn, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn. Hít thở thật sâu và nhắc nhở bản thân rằng bạn rất hài lòng với những gì bạn đang có ngay bây giờ. Hãy suy nghĩ lạc quan và nhìn thấy mặt tốt trong tất cả mọi thứ. Bằng cách lựa chọn xa những khía cạnh tích cực của mọi việc, những giai điệu vui tươi của cuộc sống, nghĩ là bạn đang lựa chọn sức khỏe và hạnh phúc. Mọi người đều phải đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, nhưng trong khi nhiều người bi quan cho rằng tình trạng này xảy ra là do những sai lầm của họ, sự khó khăn sẽ kéo dài rất lâu, phá hủy mọi thứ họ đã có thì sẽ luôn chìm trong sự bức bối mà chính bản thân tạo nên, không thể tìm được hạnh phúc. Còn người lạc quan, những người luôn vui vẻ lại có xu hướng nghĩ theo cách ngược lại. Họ tin rằng mọi bất hạnh chỉ là tạm thời, họ không hoàn toàn có lỗi trong việc tạo nên hoàn cảnh trên. Những người như vậy không bao giờ lo lắng về thất bại, họ cảm nhận chúng như cách thức mà họ chỉ cần cố gắng nhiều hơn nữa để vượt qua, để hạnh phúc mỗi ngày. Cuộc sống luôn tươi đẹp, vì vậy đừng bao giờ trì hoãn hạnh phúc của chính bạn. Hãy ăn mừng tất cả những thành tựu bạn đạt được, tận hưởng vui chơi trong những hoàn cảnh vui vẻ và đón nhận hạnh phúc bất cứ khi nào có thể, bạn nhé. Và phần cuối video,
Kênh Dòng chảy cuộc đời rất mong quý khán thính giả hãy nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo để nhận thêm các video mới của kênh nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.